Ngon lắm. Tại KC họ tặng à? Cứ tặng bánh là KC à? Chứ sao nữa? Trên đời này á, chả ai cho không ai gì cả. Dù là cái bánh. Bánh này anh Tú tặng cho tao đấy. Anh Tú nào vậy? Nhân chứng cho vụ thất tình của mày, chứ còn ai vào đây nữa? À, có phải là cái ông cứu tao đúng không? Kinh nhở. Trong lúc tao không biết gì mà hai người đã quen thuộc đến mức còn tặng cả bánh cho nhau rồi cơ đấy à? Thì anh ấy vô tình là con cô giáo dạy cấp 3 của tao. Trời đất ơi, đây được gọi là nhân duyên tiền định đó. Luyên Thuyên, mà mày nữa ý, đã bảo là đi gặp người ta cảm ơn một câu đi mà cứ bận đâu đâu không ý. Thì tại tao cũng bận mà. Tại ông Quy nhà tao ấy cứ bắt tao đi cùng. Chắc là tại không có người yêu. Hay là mày yêu Quách ông ấy đi, rồi về làm chị dâu tao, thế cho gọn gàng. Mày bị hâm à? Không được, không được. Đối với tao ấy, anh ấy chỉ như một người anh trai của tao thôi. Làm sao mà tao có thể nói chuyện yêu đương hẹn hò ở đây được? Mà cái lão ấy càng già càng khó tính. Tao chỉ mong bà nào hốt Quách ông ấy đi, để tao độc chiếm cái nhà của ba mẹ tao bây giờ nữa. Thế mày định bao giờ đi gặp cảm ơn người ta đây? Khiếp, sao lại sốt ruột thế? Thì chẳng vội cảm ơn hộ mày còn gì. Để tao suy nghĩ đã. Hay là cuối tuần này luôn đi. Hẹn anh ấy đến nhà hàng của ông Quy nhà tao. Như vậy đã đủ lịch sự chưa? Mày hẹn anh Tú hộ tao nhá, để tao xem anh Tú của mày mặt mũi ngang dọc như thế nào. Chứ không mấy nữa ra đường ấy lại tán nhầm crush của bản thân ấy thì toi. Mà lần này mày đừng có sờ soạn mặt người ta nữa nhá. Cái gì? Tao làm thế á? Chứ sao nữa. Lại còn khen. Ui, anh đẹp dai thế. Chuẩn phong cách của tao luôn rồi. Mà này, sao nghe giọng mày cứ chua chua thế nào ấy? Tao nghe như có mùi ghen đấy. Thôi, ăn đi này, ăn nhiều vào. Cái bánh này cũng không bịt được cái miệng của mày đâu. Sao? Tao lại hiểu mày quá. Tao đi guốc trong bụng mày luôn rồi. Ăn nữa đi này, đừng có nói nhiều. Ăn đi, nhanh. Bánh của em đây. Vũ Minh Tú, em có quen không? Alo. À, anh Tú à? Sao hôm nay tự nhiên anh lại gửi bánh cho em thế ạ? Hôm trước em cứ đòi trả tiền cà phê, cho nên hôm nay anh mời lại bánh đấy. Bánh có ngon không? Ngon lắm anh ạ. Em cảm ơn anh. Vậy là tốt rồi. Anh lại cứ sợ em không ăn được bánh ngọt cơ. Anh ơi, cuối tuần này anh có rảnh không ạ? Bạn em muốn hẹn gặp anh để cảm ơn chuyện lần trước ấy ạ. Nhưng mà em có đi cùng không? Chứ anh với cả bạn của em cũng có quen nhau đâu. Gặp lại chả biết nói gì ý. Thế hôm đấy anh đón em nhé. Rồi em đi cùng anh ạ. Ok. Thời gian địa điểm như nào nhắn anh nhé. Xong rồi anh qua đón. Vâng, em chào anh. Chúc anh ngủ ngon nhé.